Ta xa mời cô chú anh chị và các bạn đến với dòng tâm sự thứ nhất. Nấu ăn hôm nào cũng bị chê mặn chát, vô tình nghe cuộc trò chuyện trong bếp mà tôi ngỡ ngàng. Chẳng hiểu sao các món ăn tôi nấu vẫn chưa được như ý, hôm thì quá mặn, hôm thì rất nhạt nhẽo, dù lúc nấu ăn tôi đã cẩn thận nêm nếm thật vừa vặn. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự mà Ta xa muốn chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Ta xa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Chúng tôi kết hôn sau 5 năm yêu và tìm hiểu nhau. Chuyện tình từ những ngày còn là sinh viên, rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, tiếc nuối cũng có. Chúng tôi ở bên nhau từ những ngày tháng mới ra trường, chẳng có gì trong tay, nên hơn ai hết, chúng tôi rất biết trân trọng và thầm cảm ơn đối phương đã đồng cam cộng khổ, biết động viên và cố gắng hết mình vì tương lai. Dù anh sinh ra trong một gia đình cơ bản là khá giả, nhưng từ nhỏ anh luôn biết tự lập, không ỷ lại hay dựa dẫm gì vào bố mẹ. Công việc cũng tự anh đi phỏng vấn, tự đi làm và rồi được lên chức quản lý nhờ vào nỗ lực của chính bản thân mình. Vì gia đình anh sống ở thành phố, anh lại là con một trong nhà, nên sau khi cưới, hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ để vui nhà vui cửa và tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Nói thật, tôi cũng thấy hơi lo khi sống chung với bố mẹ chồng. Bởi tính tình tôi ít nói, cũng không quá nhanh nhẹn, nữ công gia chánh cũng chỉ biết sơ sơ, còn mẹ anh lại rất đạm đàn tháo vát, biết tính toán và nói chung bà rất giỏi giang. Dẫu vậy, bù lại chồng tôi lại rất biết tính toán, thông minh và chững chạc hơn rất nhiều. Anh thường động viên tôi rằng mọi việc lớn nhỏ hãy để anh tính toán, còn lại tôi cứ làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm dâu và sau này là làm mẹ, nên tôi cũng cảm thấy thoải mái và bớt lo lắng đôi chút. Dù không quá đảm đang chuyện nội trợ bếp núc, nhưng cũng may tôi nấu ăn cũng tạm ổn, biết làm được các món cơ bản. Đáng nói, mẹ chồng tôi rất tâm lý khi thuê người giúp việc theo giờ để bớt thời gian lau dọn nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình. Chỉ có điều, tôi và mẹ chồng vẫn tự tay nấu nướng những bữa cơm tối cho cả gia đình. Vậy nhưng, chẳng hiểu sao các món ăn tôi nấu vẫn chưa được như ý. Hôm thì quá mặn, hôm thì thật nhạt nhẽo. Dù lúc nấu ăn, tôi đã cẩn thận nêm nếm thật vừa vặn. Chuyện này khiến tôi đau đáu mãi không thôi, không biết nguyên nhân là do đâu. Mãi cho đến một hôm, vô tình nghe được cuộc trò chuyện dưới bếp của mẹ chồng và người giúp việc, tôi mới rõ mười mươi sự thật về những bữa cơm có hôm thì mặn chát, có hôm thì nhạt thớt của mình. Hôm đó, sau khi nấu nướng xong, tôi lên phòng để chuẩn bị tắm rửa, thì bỗng nhớ tôi để quên điện thoại dưới bếp. Tôi chạy ù xuống bếp để lấy lên. Nhưng khi bước đến những bậc thang cuối cùng, tôi bỗng nghe thấy tiếng của chị giúp việc. Bà ơi, cháu nghĩ cô Thủy là người tốt thật sự đó ạ. Lúc nào cô ấy cũng nhẹ nhàng và chu đáo với tất cả mọi người, chẳng nề hà việc gì cả, cũng không làm mảng cháo. Cháu sợ nếu như cô ấy biết cháu cố tình thêm muối mắm làm hỏng các món canh như thế này, thì cháu cảm thấy rất áy náy và thấy có lỗi với cô ấy. Không có lỗi lầm gì cả, mẹ chồng tôi kiên quyết nói. Hoàn cảnh nó như thế mà vào được nhà này là chuột xa chỉnh gạo rồi, tôi cứ phải thử xem phản ứng như thế nào đã, con dâu thì phải thử lòng. Mắt tôi nghe đi và chân khuỵu xuống, lẽ nào sau chừng ấy năm bên cạnh chồng, tôi quan tâm gia đình anh và xem bố mẹ anh như bố mẹ ruột mà mẹ anh vẫn chưa hiểu con người của tôi ư? Cách tôi đối xử bấy lâu nay vẫn chưa khiến mẹ chồng hài lòng hay sao? Mà tại sao mẹ chồng lại thử tôi bằng cách làm hỏng các món ăn của tôi như thế? Cách làm của bà thật sự khó hiểu. Mẹ muốn xem phản ứng gì của tôi đây? Tôi có nên nói chuyện này với chồng không? Hay mạnh dạn thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng để hiểu bà mong muốn gì ở tôi? Tôi không biết phải làm như thế nào mới tốt nữa. Tôi nên làm gì đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Dòng tâm sự thứ hai. Đau lòng khi con gái đột nhiên đòi đến ở với bố và mẹ kế. Tôi không biết có nên để con đến ở với chồng cũ hay không. Còn con thì một mực đòi đi với lý do thật đau lòng. 7 năm trước,
Tôi và chồng cũ ly hôn trong ồn ào và hận thù. Hồi đó, nhà mới xây xong thì chồng cũ gây chuyện có lỗi. Tôi không chấp nhận được nên đã chia tay. Anh đưa cho tôi 400 triệu để tôi dẫn con gái rời khỏi nhà. Hơn nửa năm sau, chồng cũ đã lấy vợ mới. Tôi càng hận anh ta nhiều hơn và tôi đã từng thề rằng sẽ không để anh ta gặp lại con gái. Thật không ngờ, vợ mới của chồng cũ lại là người chủ động quan tâm đến con gái của tôi. Cô ấy thông qua mẹ chồng cũ, hỏi địa chỉ nhà của tôi, rồi gửi tiền nuôi con cho tôi. Cô ấy còn hẹn gặp mẹ con tôi và xin sổ tài khoản. Mỗi tháng đều đặn chuyển vào tài khoản cho tôi 3 triệu đồng. Vào ngày sinh nhật con, cô ấy cũng sẽ đặt dịch vụ ở tiệm bánh, đem bánh và quà đến tận nhà. Rồi đầu năm học nào, cô ấy cũng chuyển thêm cho tôi 2 triệu đồng để mua sách vở và quần áo cho con. Sự quan tâm của mẹ kế khiến con gái tôi cảm động. Con bé thường hay kể với ông bà ngoại và bạn bè về người mẹ kế của mình bằng sự hãnh diện và rất tự hào. Năm ngoái, tôi phát hiện mình bị u nang buồng trứng và cần phải phẫu thuật. Tiền bạc trong nhà cũng không còn nhiều. Giờ tôi lại mang bệnh, không đi làm được nên càng tốn thiếu. Sau khi xuất viện trở về, đợi sức khỏe hồi phục, tôi nhận sửa quần áo tại nhà để kiếm thêm tiền ăn uống và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Năm nay, con gái tôi vào lớp 10. Tối qua, con gái bỗng nói với tôi rằng sang tháng con muốn chuyển đến ở với bố và mẹ kế một thời gian để đi học. Con bảo sức khỏe của tôi yếu, con không muốn trở thành gánh nặng của tôi. Con còn nói mẹ kế cũng thương con nên con sẽ đến đó ở, vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm nếu như bố và mẹ kế cho phép. Chỉ 3 năm thôi, sau này lên được đại học, con sẽ tự bươn chải để kiếm tiền học và lo tiền sinh hoạt. Nghe con nói, tôi cầm bát cơm mà tay run run. Vậy là điều tôi lo sợ nhất đã thành sự thật. Con sẽ bỏ tôi để đến ở với bố. Dường như cảm nhận được nỗi lo của tôi, nên con gái hứa chỉ đến ở đó 3 năm thôi, sau đó sẽ về lại với tôi. Tôi không đồng ý thì con buồn bã. Con bảo chỉ nghĩ cho tôi và tương lai của con mà thôi. Giờ tôi không biết nên làm thế nào cho đúng nữa. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!